Chiều 9 tháng 5, bộ phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về đã có buổi họp báo ra mắt trước khi chính thức lên sóng VTV1. Nơi Giấc Mơ Tìm Về nối sóng khúc hát Mặt Trời, sở hữu dàn diễn viên với nhiều tên tuổi gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, bên cạnh dàn sao trẻ tuổi như Việt Hoa, Lãnh Thanh, Minh Thu, Lan Chi. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Lãnh Thanh đảm nhận vai nam chính lên sóng VTV. Nam diễn viên gốc Thái Bình từng nam tiến để phát triển sự nghiệp. Trước khi đóng phim VFC, Lãnh Thanh làm người mẫu và được biết đến nhiều hơn với các bộ phim điện ảnh. Xuất hiện trong họp báo, Lãnh Thanh còn hài hước chia sẻ rằng dù là diễn viên nhưng do không phủ sóng các bộ phim truyền hình nên mọi người ở quê anh không hề biết anh nổi tiếng. Lần này, có cơ hội được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, chắc chắn nam diễn viên sẽ có dịp được nở mày nở mặt với bà con ở quê. Trong Nơi Giấc Mơ Tìm Về, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và Lãnh Thanh vào vai bà cháu. Lê Khanh thủ vai bà Lan, giám đốc một công ty thực phẩm sạch. Trong khi Lãnh Thanh vào vai Gia An, cháu nội của bà Lan. Gia An đi du học về và bị bà nội buộc phải tiếp nhận quản lý công ty của gia đình. Gây tò mò nhất là diễn viên nữ sánh vai Lãnh Thanh trong phim. Cả hai bạn diễn Việt Hoa và Minh Thu đều có nhiều cảnh diễn chung với Lãnh Thanh, thế nên khi xem trailer, khán giả khó lòng đoán được ai sẽ là nữ chính. Nếu như Minh Thu vào vai người yêu cũ của Lãnh Thanh thì Việt Hoa vào vai cô thư ký tài năng, có mối quan hệ oan gia khắc khẩu với Lãnh Thanh. Không ai rõ tương lai cặp đôi này sẽ đi đâu về đâu. Nơi Giấc Mơ Tìm Về sẽ lên sóng VTV một lúc 21 giờ, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, sau khi bộ phim Khúc Hát Mặt Trời kết thúc. Mời các bạn đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.